Chiến lược truyền thông là gì? 6 bước xây dựng chiến lược truyền thông trong hệ thống nhà thuốc. Chiến lược truyền thông là cái kế hoạch, phương pháp, tổ chức, điều hành của một nhà thuốc. Nó bao gồm việc xác định đối tượng, thông điệp, phương tiện và kênh truyền thông phù hợp để tạo ra cái tác động tương tác mang tính chiến lược với lại khán giả hoặc là với cái công chúng, với cái mục đích thúc đẩy khách hàng mua sắm sản phẩm dịch vụ của nhà thuốc, tăng cái hiệu quả hoạt động kinh doanh. Mục tiêu của chiến lược truyền thông có thể là tăng cường cái nhận thức thương hiệu, xây dựng hình ảnh đáng tin cậy, thúc đẩy bán hàng, tạo dựng cái mối quan hệ tốt với lại khách hàng, hoặc là ảnh hưởng đến cái quan điểm và hành vi của công chúng. Cái chiến lược truyền thông thường gồm có hai phần chính: chiến lược nội dung nhằm truyền thông thông điệp quan trọng từ nhà thuốc đến khách hàng, tập trung vào những cái đặc điểm độc đáo của sản phẩm so với các đối thủ trên thị trường. Mục tiêu của chiến lược là thuyết phục người khách hàng và khuyến khích họ tiêu dùng sản phẩm. Để truyền đạt thông điệp này, nhà thuốc sẽ sử dụng nhiều cái hình thức khác nhau, như là thiết kế bao bì sản phẩm, hình ảnh của nhà thuốc, cũng như là các cái thiết kế trên affix, tờ rơi và các cái phương tiện truyền thông khác. Chiến lược sử dụng các cái phương tiện truyền thông. Sau khi mà đã hoàn thành cái việc lên ý tưởng nội dung, truyền tải thông điệp sản phẩm, việc lựa chọn phương tiện truyền thông phù hợp là một trong những cái yếu tố quan trọng. Các nhà hoạch định chiến lược truyền thông cần phải xem xét kỹ cái việc chọn lựa phương tiện thích hợp dựa trên đối tượng sử dụng sản phẩm và cái hình thức truyền thông, nhằm đạt được cái hiệu quả mong muốn và đồng thời tiết kiệm cái chi phí. Tôi sẽ đưa ra cho các bạn cái quy trình xây dựng chiến lược truyền thông hiệu quả mà nhà thuốc tôi đang áp dụng. Cái bước 1 là phân khúc khách hàng mục tiêu. Phân khúc khách hàng mục tiêu là bước đầu tiên trong cái quy trình xây dựng chiến lược truyền thông đối với lại nhà thuốc. Cái bước này sẽ giúp cho nhà thuốc xác định rõ nhóm đối tượng mà họ muốn truyền thông đến. Mỗi phân khúc sẽ có kế hoạch triển khai chiến dịch marketing khác nhau. Song song đó thì nhà thuốc cần phải nắm được cái sở thích này, cái tâm lý, cái hành vi của từng nhóm đối tượng mục tiêu, và mình dựa vào đó để mình xây dựng cái truyền thông, cái thông điệp thuyết phục và mang lại cái hiệu quả cao hơn. Cái bước thứ hai là các bạn phải xác định cái mục tiêu truyền thông nhà thuốc muốn hướng tới. Bước này thì chúng ta nhằm xác định mục tiêu chính là mà chiến lược truyền thông muốn đạt được. Cái mục tiêu có thể là tăng nhận thức về thương hiệu nhà thuốc này, hoặc là nâng cao cái hình ảnh của nhà thuốc của các bạn lên này, hay là tăng cái doanh số bán hàng, xây dựng, hoặc là mình có thể là bán hàng, xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng, hay là quảng bá sản phẩm mới. Cái mục tiêu truyền thông thì phải cần là cụ thể và đo lường được, làm sao để cho nó phù hợp với lại cái mục tiêu tổng quát của nhà thuốc. Các cái mục tiêu truyền thông các bạn cần phải là xác định dựa trên cái mục tiêu kinh doanh tổng thể của nhà thuốc và đối tượng mục tiêu của chiến lược truyền thông. Cái bước thứ ba là chúng ta phải thiết lập cái thông điệp truyền thông mà nhà thuốc muốn đề ra, tăng cái khả năng tiếp cận khách hàng một cách tối đa. Mỗi một chiến lược truyền thông cần phải đi kèm với lại một cái thông điệp cụ thể rõ ràng. Thông qua thông điệp truyền thông, khách hàng có thể lựa chọn hành động trên các cái giá trị mà nhà thuốc gửi gắm trong cái thông điệp. Tuy nhiên thì cái việc mà tìm ra thông điệp hiệu quả để mà có cái tác động đến tâm trí của khách hàng và chiếm được cái vị trí quan trọng trong lòng của họ là vô cùng quan trọng. Điều này là bởi vì khách hàng thường nhận được nhiều thông điệp trong một ngày và họ sẽ dễ bị bão hòa cái thông tin. Đôi khi thì để thương hiệu được ghi sâu vào trong tâm trí khách hàng, nhà thuốc cần phải tiếp tục truyền thông và nhắc đi nhắc lại cái thông điệp đó nhiều lần. Cái bước thứ tư là các bạn chọn
kênh truyền thông phù hợp, dựa trên cái mục tiêu và đối tượng cần lựa chọn các cái kênh truyền thông phù hợp để đạt được cái hiệu quả tốt. Các cái kênh truyền thông có thể bao gồm như là quảng cáo truyền hình này, radio này, báo chí, truyền thông xã hội, sự kiện, công cụ truyền thông nội bộ, thì đánh giá sự phù hợp của từng kênh với cái mục tiêu và cái ngân sách, khả năng tiếp cận khách hàng mà nhà thuốc chúng ta cần phải lựa chọn làm sao cho nó phù hợp. Cái bước thứ 5 là xây dựng kế hoạch và thực hiện. Dựa trên cái mục tiêu, đối tượng và kênh truyền thông đã chọn thì cần phải xây dựng cái kế hoạch chi tiết về các cái hoạt động truyền thông mà bạn cần phải thực hiện. Cái kế hoạch bao gồm như là lịch trình này, ngân sách này, và các cái hoạt động cụ thể và các cái chỉ số đo lường hiệu quả. Cái bước thứ 6 là đo lường và đánh giá. Cuối cùng, sau khi mà chúng ta đã triển khai hết những cái truyền thông cần thì chúng ta cần phải đo lường và chúng ta cần phải đánh giá những cái hiệu quả của cái hoạt động. Điều này giúp đánh giá xem là cái mục tiêu đã đạt được chưa và tạo ra cơ sở để mà cải tiến, để mà điều chỉnh những cái chiến lược truyền thông cho cái tương lai mới. Với những cái thông điệp mà được khách hàng đón nhận tích cực, nhà thuốc cần phải đầu tư và cải tiến thêm. Với những cái thông điệp không đạt kết quả như mong đợi thì cần phải tiến hành loại bỏ hoặc là điều chỉnh sao cho nó phù hợp. Thì trên đây là những cái kinh nghiệm khi mà tôi làm truyền thông cho nhà thuốc Havanet của tôi. Qua cái video này, các bạn có thể là tìm cho mình được những cái chiến lược mới hơn, hoặc là có thể lắng nghe lại những cái chiến lược cũ của tôi. Sau đó thì mình hãy áp dụng, mình nâng cấp cơ sở, nâng cấp nhà thuốc của mình lên để gia tăng doanh số. Bạn thấy cái video của tôi hay thì bình luận ở bên dưới, và đừng quên ấn vào chuông thông báo để nhận được những cái video mới nhất từ tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.